Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 1, Công an tỉnh Thái Bình thông tin thêm về diễn biến vụ án liên quan đến bị can Lưu Bình Nhưỡng mà cơ quan này đang thụ lý. Theo Công an tỉnh Thái Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Kết quả điều tra bước đầu xác định năm 2021 liên quan một dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm hưởng 300.000 đô la Mỹ. Quá trình điều tra, ông Nhưỡng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đã thông qua luật sư ủy quyền cho người thân nộp lại số tiền 7 tỷ đồng, tương đương 300.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả. Để mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình thông báo cho các cá nhân tổ chức từng bị ông Nhưỡng lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi hoặc liên quan đến hành vi phạm tội khác của ông Nhưỡng có thể đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình tại số 228 Trần Thánh Tông, thành phố Thái Bình phối hợp giải quyết.